Một bên brand họ vừa gửi cho mình lượng hàng chắc đủ mặc cả năm luôn. Thật ra đây là những cái sản phẩm hot nhất của bên Now Sài Gòn. Và tối nay thì những cái sản phẩm này sẽ được flash sale ở trên kênh của mình với cái giá cực kỳ sâu luôn, bởi vì lại có thêm mã của TikTok Shop cấp cho độc quyền kênh của mình, cộng thêm brand cũng tự giảm giá trong cái giờ livestream của mình nữa. Cho nên là cái giá của anh em sẽ săn được ở bên Now Sài Gòn này ở trên kênh của mình tối nay và lúc 21 giờ sẽ cực kỳ sâu sâu nhá. Và trong mini game tối nay thì chúng ta sẽ có cả phần thưởng là chiếc áo khoác giày cộp nặng 1,5 cân bên mình. Thực ra là chiếc áo này nó đã cháy kho rồi đấy, nhưng mà có một số bạn gọi là chắc là bận không nghe được cuộc gọi của shipper, cho nên là cái áo này được hoàn về cho mình. Thế là lại có vài cái để cho anh em gọi là được tặng cho anh em. Mini game tối nay thì sẽ tặng thêm 5 chiếc áo của bên Now Sài Gòn, 2 chiếc quần jogger đa năng và 1 chiếc áo khoác giày cộp nặng 1,5 cân bên mình. Chiếc áo khoác layer này thì chắc là nhiều anh em biết rồi. Thì đây là một cái phần khóa rất là hot đấy. Cho nên là anh em nào mà thích thì tối nay nhá, 21 giờ.